Đức thầy nói là Hạ Quân đã hết đời, thầy đặt bút thầy đã giết Hạ Quân đã hết đời mà 83 năm rồi đó con, mà chưa thấy chuyện gì chính thức cho con. Không thấy hả? Thầy ơi, giải dùm cho cái người thấy. Thầy ơi, bệnh dịch đó không thấy hả? Cái đó thực tế vậy, bão lụt tùm lum đó, sập đất nụ luôn bây giờ nè. Năm nay ở ngoài cung tôm đồ động đất tùm lum đó. Chỗ nào động đất thì chỗ đó nó thành biển. Chỉ cho đó hiện thực luôn. Bây giờ trước hết là nó báo cáo đó. Chỗ nào mà động đất là chỗ đó thành biển. Trời ơi, còn gì nữa mà không thấy. Rồi mang YouTube làm chi? Mang cái điện thoại làm chi? Coi thời sự để làm gì? Trời ơi, ma cha mẹ ơi. Tưởng đâu có gì. Tưởng đâu thấy ông trời bà đất thì tôi chỉ không được. Chứ thấy cái đó. Vậy giờ nè, khổ chưa? Chứ ai khổ bây giờ bệnh gì? Bây giờ nổi cái bệnh thôi. Bệnh này bệnh gì coi coi. Ra bệnh viện cái khám người mấy bệnh. Trời, còn gì nữa. Từ từ nó đi từ từ. Chứ ai làm cái ụp một. Trời ơi, còn gì nữa. Giờ Hạ Quân là gì? Hạ Quân hết đời là đời gì? Đời sung sướng. Nói lại cái câu đó đó. Hết đời sung sướng sẽ tới đời khổ lao. Bắt đầu đời khổ lao bao nhiêu năm? Đúng con giác. Thì tí rồi ra là bắt đầu vô đề rồi. Thì vậy thế giới này bị gì? Khủng hoảng gì vậy? Rồi bây giờ giặt là giặt gì? Âu với Á, bây giờ Âu thì nó làm rồi thì tôi sẵn tới Á chứ có đâu. Còn gì nữa mà không thấy. Đó bây giờ bản thân nó còn tùm lum chân á. Trời. Rồi đi mua xe vé chôn Kiên Thiết bây giờ nè. Số đó tiền của ai? Bây giờ thầy biểu mình trả 4 ngàn nha. Bây giờ trong giảng này tôi dẫn chứng trong giảng này nha. Không đọc văn chơi. Nghỉ đọc văn luôn bây giờ dẫn chứng này nha. Thầy biểu mình tu đang trả 4 cái ăn. Ăn thứ nhất là ăn gì? Tổ tiên ông bà phải không? Trả cha mẹ luôn. Rồi ăn thứ nhì là trả ơn Tam Bảo phải không? Ai dạy mình? Mình sống đây ai dạy mình? Phật thầy dạy mình phải không? Các vị tiền nhân ngày xưa ta đã giải thoát rồi ta dạy mình. Ta thấy mình khổ cái gì đó là ta khổ trước mình. Ta mới để viết sách là ta dạy mình. Rồi kế đó trả ăn cho đất nước phải không? Bây giờ hồi xưa thì vua, trung quân với vua. Bây giờ hết vua rồi, bây giờ còn tướng cơ mà. Hãy giờ mình đừng làm cho nhà nước bắt mình. Đừng làm sái gì với cái gì. Rồi ăn cuối cùng là ăn đồng bào mình. Rồi quýnh số đó, tiền của ai vậy? Tiền của ông trời hay tiền của đồng bào mình? Hả? Người tu mà gửi ngân hàng ta còn không gửi mà. Gửi ngân hàng này tiền của ai? Tiền lời nhà của ai? Của đồng bào mình. Tại sao mình đem bố thí mà mình lấy tiền đồng bào mình đem ra bố thí? Vậy là lương võ đế. Lương võ đế cất. Thầy đã nói chê lương võ đế rồi. Ai mà như lương võ đế là không có xài. Lấy tiền của bá gia bá tánh mà các chùa chiền cho bá gia bá tánh thì cái này đâu phải của ổng phải không? Rồi ổng hỏi chứ có đức không? Ông sư tổ Đạt Ma không? Không. Không có đức. Cái ông hỏi sao kỳ vậy? Vậy chứ công sức của ông đâu mà ông có đức phải chi ông các chùa mà ông lấy trong của ông mằn ra đồng tiền, ông tạo đồng tiền thì ông các chùa cho tu là cái đó đức. Còn ngày ông lấy của đồng bào cơ mà. Dân của ông ủy quyền cái ông gom góp lại cái ông cắt chùa cho đồng bào tu. Thế vậy ông đâu có đức phải không? Lấy tiền của người này cho thì chưa phải là phước đức của mình á. Của mình, công sức của mình tạo ra đồng tiền nè. Cái của mình đó một đồng mà mình đem cho kẻ nghèo khổ hơn mình nha, thì nó bằng một lượng của cái người đi lấy tiền của thập phương. Lấy người này cho kia không bao giờ có đức. Cái đó là hình tướng, cái đó là mượn cái cảnh bên thế gian cho người ta khen thôi, chứ không có ai mà có phước hết. Y gan như ông Lương Võ Đế. Lương Võ Đế làm chuyện đó đó, chứ tổ Đạt Ma chê mà. Chưa có đức, ông không sao kỳ vậy. Ông cắt chùa chiền cho ta tu hành cả nước mà. Không có đức. Lột da người ta đắp cho qua bên đây thì quề. Mà có đức là có đức cái người mà ông lấy đó. Và như nè, tôi nói cho nghe nè, như giờ tôi dụ mấy bà, tôi lấy tiền chứ gì? Yeah. Tôi ăn cho chành không, tôi tạo cho nhà cửa, cái gì tôi muốn đó. Yeah. Cái gì mà tôi muốn đời của tôi cho nó trọn vẹn, cái bắt đầu tôi dư cái tôi gạt cô này khổ, cái tôi đem cho cái đó của ai? Cái đó của cái người này nè, tôi cho giùm cho người này chứ không phải là của tôi. Cái đó là cái danh thôi chứ không phải là cái đức phước gì hết. Nhớ nha, muốn làm bố thí đem cái tâm ý bố thí, rồi đem cái sức lực mình ra mình bố thí đó, chứ không phải lấy của người này mà đem cho người kia là gọi là bố thí. Cái đó lượng gạt với nhau đó. Nó nói hồi băm biếm nè, đời này là phải băm biếm.
lời lời này là lời băm biếm, là nói thật, ai có thì nên sửa đi. Dạ. Còn ai không có thì thôi nha. Thẳng mực tàu đâu làm gỗ ha. Đó. Bởi vậy thẻ bờ, cái mực tàu mà thường thường các nhà lấy mực phải không? Dạ. Búng một cái à. Mày cạnh khớm gì tao cũng né ngay chỗ cái đường mực chứ. Chứ chịch thì nó cong quẻ sao các nhà. Dạ. Muốn làm nhà thì phải cho nó ngay ngắn. Muốn cho xây dựng cái nhà thì phải cây cối ngay ngắn. Nhìn đây nè, ê. Ở ở ngoài đó hả? Nói bây giờ nè, mới lần đầu á, nếu mà nói về cái tu á, bước vô tu cái thân. Bước vô tu cái thân đi. Dọn cái thân cho sạch sẽ, coi mình coi hồi xó tới giờ đó mình nhiễm cái gì cho cái thân mình. Thì mình dọn đi, rồi từ từ mới bước vô cái kia, giữ giới đó, cái đó ta gọi giữ giới đó. Rồi thấy không, giữ giới là thân, khẩu, ý. Cái thân rồi bắt đầu tới cái khẩu, rồi tới cái ý. Đó, nếu mà giữ giới là phải kiểm ba cái này cho trọn vẹn. Rồi muốn muốn mà tu như thế nào phải học. Không, không muốn. Không, không, hết uống đi. Không. Muốn giữ giới thì phải mà học cho có căn bản. Tại sao gọi là làm công quả, bước vô tu học. Rồi mới là tu tập. Tu học rồi tới tu tập. Tu tập rồi mới tới tu hành. Cái thời kỳ chu kỳ là muốn tu là phải ba cái chu kỳ. Con người mình tu nè. Nếu mà ai phải tu là mới bằng đầu tu học. Học. Học kinh pháp học hết, học đặng cho có cái bằng chứng. Mai kia mốt nọ ta nói đặng mình nhận ta coi, nhận mình coi đúng sai, với mình coi cái đó trong cúng. Ví dụ bây giờ nè, mình muốn học kinh nào, mình phải coi cho chính xác. Rồi coi dẫn chứng cái kinh này nè, cái kinh văn để làm bằng chứng thôi, là cũng như cái la bàn. Nha, la bàn đó là để dẫn chứng cho cái chỗ mình học. Mới đầu vô tư học, tu học, học đàng hoàng rồi qua tu tập. Tu tập là mình tập đó. Mình tập rồi qua bắt đầu xong rồi tới tu hành. Đi từ căn bản đường đạo đức bước lên từ nắp. Chứ không phải như không nhào vô cái ăn. Ăn là được hay sao? Rồi cúng lại hoài vậy sao? Tu học là tất nhiên là mình học đặng mình hiểu. Mình hiểu cái cách này cách kia mình hiểu cho hoàn toàn rồi bắt đầu vô tu tập. Tu tập rồi bắt đầu tu hành. Đó. Thời kỳ tu con người mình đó. Thời kỳ mình tu muốn cho đạt được đó. Thì mình phải ba cái này cho trọn vẹn thì mới qua tu hành là sau cùng. Hồi ngày xưa Đức Phật đó vô là mình vô quy y đó là cho học, ngài chỉ dẫn cho học, học cho thuộc cho gần mảnh rồi bắt đầu ngài cho vô tập. Tập là tất nhiên giữ giới đó, tập sự là giữ giới đi đứng nằm ngồi, rồi bắt đầu qua tu hành. Dạ, tu hành là gì? Là vô nhập thiền, tọa thiền có giờ có giấc theo của Đức Phật. Trong một ngày một đêm 24 tiếng đồng hồ là ngồi tọa thiền là 12 tiếng đồng hồ. Còn trong 12 tiếng nó phân ra giờ ăn, giờ ngủ, giờ tập dịch, giờ đi khất thực. Tu theo của Đức Phật là theo khất thực, chứ không có lao động như tu tại gia. Đó là hành xuất gia. Đó, bắt đầu tu hành là hành như vậy đó. Hành là phân ra giờ định. Là 24 giờ là ngồi hành đạo á. Hành đạo đó là 12 tiếng đồng hồ. Ta chia ra. Còn 12 tiếng đồng hồ là để nghỉ, ăn nghỉ, rồi là tập dịch là đi quét dọn cái gì đó và đi khất thực. Ai khất thực là khất thực, cái này tôi nói qua kinh này nha. Nhưng mà nếu mà học giảng là không hiểu cái này. Thật sự luôn, tôi nói qua tới kinh luôn. Cái cách đó để tu hồi xưa Đức Phật. Thì gọi Đức Quỳnh Giáo Chủ thấy cái trình độ mình quá ít, cái căn cơ mình quá ít, cái phước mình quá ít, thành ra ngài hạ xuống, ngài cho là vô cái đường trung đạo. Đói thì ăn, khát uống, mệt thì nghỉ, khỏe thì làm, còn tu tập thì có nửa tiếng đồng hồ một thời cúng đó, vừa cúng vừa với ngồi đó là có tiếng đồng hồ, hai buổi có hai tiếng mà không chọn. Tại vì lý do gì? Đâu có theo Phật được. Nhưng mà thầy nói là không có theo Đức Phật được là nhưng mà lấy cái trí của mình theo Đức Phật. Lấy cái trí để làm gì? Quán xét. Quán xét cái gì đó của mình đó. Đó là cái đó là tu là theo tại gia, theo Đức Thầy. Còn muốn theo Phật là phải có giờ có pháp đàng hoàng. Hành đạo 12 tiếng đồng hồ một ngày một đêm. Hành đâu nổi. Tôi biết đó mà cái này là tại tôi biết nha. Tại vì tôi nghiên cứu à, cái này của tôi nghiên cứu nhưng mà tôi không có hành. Tại vì sao hành được, con chuyện lắm mà hành gì mình còn mà. Còn nè, bởi vì nói sao? Thầy nói câu này rồi xét đi. Bồng lai tiên cảnh phải không? Ai có rảnh thì mới được đi. Mình xét lại.
Còn ai mắc nợ trần ở lại trả chứ đi đâu. Muốn đi vô cái bồng lai tiên cảnh thôi, mới có bồng lai tiên cảnh chưa nói về ngôi vị Phật nữa đó. Mà thầy nói như vậy đó, nói hạ xuống luôn đó mà còn không lên được đó nữa, còn muốn chi về Tây Phương. Bồng lai tiên cảnh nói về tiên thôi, nói về cái cuộc đời mình sung sướng thôi. Tiên là gì không? Không còn đau khổ là tiên. Bây giờ ai hết đau khổ là người đó tiên đó, tiên tại thế. Đừng nói chi Phật gì trơn á. Còn ai mắc nợ trần thì trả đi. Muốn mà về cái chỗ đó thì phải nợ trần phải cho dứt hết rồi muốn về đâu về. Muốn về phương trời địa đất nào, muốn ra khỏi vũ trụ cũng được. Xét lại đây, giờ mình tu á, hỏi chứ tu gì tu xét. Xét coi còn thiếu nợ không? Nợ nợ đủ thiếu nợ phải không? Nợ người nè, nợ nợ bệnh nè, giờ nợ nè nha, bắt đầu tôi kể ra nợ nè nha, tu là sang đàn nha, không có bài bản nha ha. Xét đi. Bây giờ mình xét cái thân mình là nợ gì? Nợ bệnh. Bệnh vô bệnh viện, cái đó là nợ đó, nó đòi đó. Còn bây giờ nợ gia đình, nợ chồng, nợ con, nợ vợ gì đó, nợ cháu gì tôi không biết. Nợ đó là nợ công nha, nợ công với nợ chí là cái chủ lo đó. Lo cho con cháu đó, nợ gì? Nợ chí, đem cái chí ra vay và mượn, chứ có trả đâu. Là tất nhiên trả không nổi cái phiền não, cái sanh bệnh, phải nợ bệnh, phải không? Rồi bây giờ nợ thế gian tôi kể sơ thôi nha. Rồi nợ tiền, nợ người là gì, nợ gì? Mình hứa với người ta mình làm được, mình mất uy tín là bị trúng cử. Rồi nợ tiền, được chưa? Bây giờ điểm coi bao nhiêu cái nợ, rất là ít thôi. Nhưng mà tính ra là cả ngàn cái nợ, cả triệu cái nợ, con người của mình nè. Xét đi nha, muốn về bồng lai tiên cảnh thì phải xét cho hết nợ nha, gánh thì được đi. Còn mắc nợ trần ở lại trả, xin miễn đừng đi đó, đi không được. Nợ đủ thứ nợ mà. Rồi cái gom vô cái tí, dạ. Trả nợ chưa rồi, cái tự nhiên cái nó già. Mặt nhăn nè, chân cong nè, gối mỏi, lưng cong, gối mỏi, bắt đầu làm gì? Thì tái bệnh là tái già, là bệnh cái còn nắm níu nữa. Bệnh này thôi, buông đi, buông nợ đi, không. Nắm níu nó quay lại tới lui, quay lại tới lui, tới ngày làm chung cái nhướng mắt gì nè. Tôi còn cái đó, tôi còn thiếu cái đó để tôi trả cho. Mà nhưng trả không được với tứ đại. Hết duyên rồi tứ đại nó nè. Mày gieo duyên có nhiêu chục năm đâu mà mày đầu lại tao lấy nè, tao lấy hơi gió trước. Nè, khi mà mình kéo duyên gì? Mới bằng đầu mình gieo duyên đất phải không? Với nước phải không? Mình gieo hai cái duyên đó là vô bầu thai đó thì có hai cái đó thôi. Trước hết cái bầu thai mình có hai món à. Chừng nào mà mình lọt ra khỏi bụng mẹ rồi bắt hai cái duyên kia tới. Duyên gì? Duyên ấm áp là mặt trời đó. Khi mình lọt ra rồi tại sao mình khóc queo queo? Vậy chứ mặt trời nè dậu vô rồi. Cái hơi nóng đó mà nó trong bụng đó, đâu có no, đâu có nóng hơi ấm của người mẹ rồi. Đâu có biết khóc đâu, chừng lọt ra cái hơi á. Cái hơi ấm này với cái hơi gió nó tới cùng một lượt, cái bắt đầu khóc. Đau quá, gác da gác thịt quá khóc e lên là. Nhưng mà người đời ta mừng lắm. Mừng là gì không? Là mình sống. Còn nếu mình minh thân mà hai cái đó nó không tới với mình thì bắt đầu người sân thân của mình á, vừa cha mẹ bắt đầu khóc, con tôi đã chết. Tại vì mình cái gieo mình gieo duyên mà gieo duyên gió gieo duyên mặt trời đấy ha. Không có gieo duyên này lọt ra là không có. Còn tại vì hai cái duyên đó lợi sao? Khi mình lọt ra bụng mẹ hai cái duyên đó mới tới. Còn trong bụng mẹ hai duyên đó đâu vô. Duyên đó là của người mẹ gieo cho sẵn mình, mới lấy cái đó đâu mình nhờ cho cái đất và cái nước. Tại vì cái bộ thai mình có nước rồi có thể xác là gì? Là kêu đất gì? Xương rồi nè. Như vậy đó, rồi tới chừng mà mình ra đi đó. Mình ra đi đó là cái hơi gió nó lấy trước. Hơi gió lấy xong rồi tới cái hơi mặt trời lấy sau rồi mấy cái bắt đầu sau cùng đó, cái đất đó là bắt đầu đem vùi đất. Phải không? Rồi bắt đầu cái nước nó mới ra là thủy nó lấy sau cùng. Đó. Duyên đó, cái đó duyên cấu tạo đó. Nhưng mà duyên trở lại là do nhân quả mà cấu tạo, chứ không phải do ai hết chứ. Cái duyên đó là bốn cái duyên hợp thành. Tới chừng hết duyên thì bốn cái đó nó lấy lại hết. Chống không có được. Phật mà chống còn không được mà. Phật gieo tới 81 tuổi thì 81 năm tôi sẽ lấy của ông. Bây giờ ông thành cái gì tôi cũng vẫn lấy của ông. Chứ thành Phật cũng vẫn lấy, thành trời cũng vẫn lấy luôn. Cái đó không có chống được. Bởi vì Phật mới nói nè, sanh già bệnh chết là cái nguồn gốc đau khổ.
sao giữ được. Bây giờ tôi hỏi có hồi hồi xưa hồi tạo thiên lập địa giờ có ai giữ không, ai giữ cái đó được không? Bởi vì Phật mới thấy nhận xét ra, bởi mới kêu gọi mình đừng đừng có mà làm khổ nữa, mình sống hiện tại mình đừng có làm khổ cho mình nữa là đủ rồi, chứ không phải làm khổ cho người ta, mình làm khổ cho mình trước nè, phải không? Thì rồi bắt đầu mình bực bội nè, mình mới làm khổ cho người khác, người sống chung với mình đó. Mình làm này kia cho người ta khổ á, mình khổ trước. Rồi mấy người khác, người sống chung với mình mới khổ với nhau. Còn nếu bây giờ mình không làm khổ cho mình, thì mình không có làm khổ cho ai. Đó, xét đi. Giờ gì đó. Dạ, dạ. Thôi bữa nay tôi gieo duyên nhiêu được rồi. Hà không gieo duyên nữa, đặng tôi chi phối rồi. Các thầy chi phối. Câu gì? Thì đức thầy nói là hạ quân đã hết đời, thầy đặt bút thầy đã giết hạ quân đã hết đời mà 83 năm rồi đó con, mà chưa thấy chuyện gì chính thức cho con không thấy hả? Thầy ơi, giải dùm cho cái lượng thấy đó. Thầy ơi, bệnh dịch đó không thấy hả? Cái đó thực tế vậy, bão lụt tùm lum đó, sập đất nụ luôn. Bây giờ nè, năm nay ở ngoài cung tôm đồ động đất tùm lum đó, chỗ nào động đất thì chỗ đó nó thành biển, chỉ cho đó hiện thực luôn. Bây giờ trước hết là nó báo cáo đó, chỗ nào mà động đất là chỗ đó thành biển. Trời ơi, còn gì nữa mà không thấy. Rồi mang YouTube làm chi, mang cái điện thoại làm chi, coi thời sự để làm gì. Trời ơi, ma cha mẹ ơi, tưởng đâu cái gì, tưởng đâu thấy ông trời bà đất thì tôi chỉ không được chứ thấy cái đó. Vậy giờ nè, khổ chưa? Chưa ai khổ, bây giờ bệnh gì? Bây giờ nổi cái bệnh thôi. Bệnh này bệnh gì coi coi, ra bệnh viện cái khám người mấy bệnh. Trời, còn gì nữa? Từ từ nó đi từ từ chứ ai làm cái ụp một. Trời ơi, còn gì nữa? Giờ hạ quân là gì? Hạ quân hết đời là đời gì? Đời sung sướng. Nói lại cái câu đó đó, hết đời sung sướng sẽ tới đời khổ lao. Bắt đầu đời khổ lao bao nhiêu năm, đúng con giáp. Thì tí rồi ra là bắt đầu vô đời rồi. Thì vậy, thế giới này bị gì? Khủng hoảng gì vậy? Rồi bây giờ giặt lại giặt gì? Âu với Á, bây giờ Âu thì nó làm rồi thì sẵn tới Á chứ có đâu. Còn gì nữa mà không thấy chạy. Thực tế luôn mà không thấy sao. Vậy là con mắt. Con mắt mù rồi cũng còn lỗ tai nghe. Chừng nào mất tiêu hai mấy cái căn này nè. Nè, chừng nào con người mình hết trơn ba cái căn này thì cho đó đồng ý. Không thấy, không nghe, không nói. Đúng không? Ai mà mất ba cái căn này tôi đồng ý. Mà tôi đâu có nói được. Mấy ông mất ba căn này tôi nói chi. Có nghe đâu, có nói gì được đâu mà nói. Phải không? Rồi. Giờ này mà chưa thấy nữa rồi chừng nào mới thấy? Chừng nào mà thấy giặt nó vô tới dầm nào mới thấy hay gì? Hả? Chừng nào mà sấm đất nổ ra mới thấy hay gì? Sấm đất trước rồi sấm trời sau lưng. Thì sấm đất trước, mình ở đất mà thì phải nổ lòng đất lên phải không? Trời ơi, thôi được rồi, tạo ơi tạo, vậy mà đi làm YouTube, vậy mà đi học đạo. Chặt cái đầu vừa rồi. Trời ơi, giờ này mà chứng thật rồi. Bây giờ nè, người ta hồi xưa tao đau bệnh già là già tao mới đau, bây giờ nhỏ tí tuổi đau bệnh già, bệnh tiểu đường, bệnh lo máu, bệnh xương khớp, xương khớp bệnh toàn là bệnh già không, bác sĩ chạy không, uống thuốc uống chứ không bao giờ hết. Cái đó là cái gì, báo hiệu chưa? Cái đó là cái điểm báo đó, trời ơi, còn gì nữa. Tao ơi, mày hỏi tưởng đâu cái gì, mày hỏi tưởng đâu ông trời bao nhiêu tuổi thì nói tao bó tay, tao không trả lời, còn hỏi đó tao chỉ thực tế luôn. Bây giờ nước Việt Nam mình, Việt Nam là nói chung ra không có bị thiên tai lũ lụt, không có bị bão lụt, không có bị bệnh. Bây giờ ở miền Bắc bây giờ nó cung đùi hết rồi. Dạ đúng rồi. Nửa đêm tự nhiên ngủ giấc nước nó tới ngập vườn. Ôi trời, cái này chạy không kịp, gà dịch nó chết nhóc chân, nó sống về cái gì? Ở ngoài miền Bắc là nó sắc xanh cơ mà. Dạ. Nó không có tin cái này. Dạ. Nói ngoài miền Bắc nó chữ chết luôn á. Nó nói biết mê lo ăn không lo rau không cho mà lo nó chuyện tầm xàm biết mẹ miền Nam vậy không, chữ viết rồi cay nước lũ tới đó, cái chữ mình đó. Thành ra cái miền Bắc đó, nó cắt cái nhà cho đã, nó màng một năm gom cái lũ nó đưa cái banh không, tại nó chữ đó, nó chữ không có ông trời nào trơn, nó sức mạnh nó làm ra thôi. Trời, bởi vì tôi nói thiệt nha, bố thí miền Nam á, thì còn tương lai, bố thí miền Bắc nó đứt tương lai dơn à, nó chơi nó uổng đó. Miền Nam mình mà gần chết luôn, nó có tin trời Phật đâu mà đem nuôi nó lo nó chữ không, nó có tin tưởng là Phật Pháp ở đâu, mà đem nuôi hoài rồi nuôi năm nay đi, năm tới chơi mày luôn nè, ông cháu mày làm, không phải ông trời, nó ông trời nha, cho thế gian này nha, cho thận thiên vậy thôi, tại nó làm đó, nếu nó như miền Nam là nó không có tai họa.
thầy nói với Trung Quốc thì giống nhau. Thầy nữa bất kỳ như thế ấy. Vậy chứ ông thầy Đức Quỳnh trong chỗ nó rồi mà. Vậy chứ Trung Quốc này với bất kỳ giáp danh thì thế đó coi đó mà tu. Đó. Còn miền Nam mình là không tay quả mình không hiểu. Thì đọc cái câu đó thì biết gì? Thì tất nhiên nói là hàm ý của thầy nói là Trung Quốc với Bắc Kỳ nó giống nhau, nó trả quả sao thì Bắc Kỳ trả thế ấy thôi. Đó. Rồi Trung Quốc khổ cái gì đó. Ngày xưa chào 45 đó, ở bên Trung Quốc nó khổ, nó đói ăn da dài dép. Ở còn mình ở bên đây miền Bắc đói ăn củ chuối củ thơm. Còn miền Nam đói năm chào 45 đó thì ăn bắp. Thấy không? Ăn bắp ăn chuối. Phải sướng không? Có bắp có chuối ăn, còn tụi nó đói cái này ăn gì không? Củ thơm củ chuối. Nó đâu có cái gì ăn. Còn mình á năm chào 45 đó, cha mẹ kể lại đó, ăn bông súng nó mọc dĩ đầy trơn rồi bắp vàng ở trên Long Xuyên này trở xuống. Bắt đầu mình ăn được đó, còn mày bắt nó đào củ chuối củ thơm ăn. Là nó khổ hơn mình phải không? Từ đó đó, còn Trung Quốc thì nó ăn dây dài dây dép nó chạy qua mình. Thấy không? Thầy nhắc lại chuyện xưa, chuyện này kia rồi thầy nói cho mình biết luôn là cái câu đó của nó là Trung Quốc với Bắc Kỳ giống nhau. Trung Quốc nó trả thế nào thì nó hưởng thế nào thì còn miền Nam nó hưởng cái khác. Miền Nam mình nó trả quả sau cùng là để sau sấm đất nổ ra rồi mới thấy cảnh. Bây giờ đau chưa thấy cảnh, đói cũng chưa thấy cảnh, còn được. Đau này đau bệnh già không? Được chưa? Nè, tôi nói người chạy chân à, tôi nói mấy cái này chạy chân băm bí mà hồi nhức đầu chân. Chạy gì đâu bà nói tôi hiểu. Dòm coi. Dòm hết chân luôn. Cái thằng đó tôi kêu nó về nó học cái chạy luôn, nó nhức đầu. Nó đọc lắm cái âm thanh tôi đưa vô đặng. Trời ơi, cái nào quỷ ma tách ra mà. Mày ma mày chạy nha, mày Phật thì mày mới chịu nổi với tao. Bởi tôi có cái nghề tôi hét lên một cái là gờn đậu chân. Ma nó không có tinh thần. Nó hay cỡ nào hay nhưng nó thật nha, nó thua cái tinh thần của Phật. Thử bằng âm thanh, thử bằng năng lượng. Nó thua là thua cái năng lượng của Phật thôi, chứ nó không phải thua hình tướng hơn. Phép phù nó vẫn như Phật, nhưng mà nó thua cái năng lượng. Năng lượng nó sao bằng của Phật, Phật vượt nó. Phật cao 10 trượng, nó cao 9 à. Thua là thua 1 trượng thôi, chứ nếu mà nó bằng Phật, nó chơi Phật thân tè luôn. Trời ơi, tôi thấy âm thanh á. Được, tao nè. Ngồi đây, rồi tao thấy âm thanh hồi nhức đầu. Không phải về nên cái đầu nó chịu có nổi, nó nặng, nó nề. Nó kỳ cục ngồi chịu không nổi, hiểu không? Chạy. Bay không làm gì tao được đâu. Cái tâm ma đó, hỏi là cái trí ma đó. Nó làm ra tướng Phật chó, nó là cái trí ma. Tối ngày nó tính chuyện ma chồng ha. Thành ra lại gần tôi chịu không nổi, tôi thấy mày một câu một, ba câu thôi mày chạy. Nó nhịn chứ không phải đâu, nó sân đó. Tánh ma là tánh sân, tánh Phật là tánh trầm. Rồi muốn Phật hay là muốn gì lại tôi. Ai tôi liền, tôi thấy cho yêu cầu ba cái thôi là nó chạy. Đầu quá, mà nó không có dám nói thôi tôi chữ. Đầu mày không có tinh thần mấy mày nhức đầu. Chứ tao á, nó thiệt. Người nào có tinh thần á, bây giờ tao đặt giờ cũng chưa xong. Rồi em quýnh thì như cái chuông đó. Cái người mà có tinh thần nghe, tôi lấy cái gì nè, tôi gõ một cái nó kêu cái bon liền. Cái bon liền là đó là cái chuông đó. Nè, mình tu sao mà cái đầu mình nó như cái chuông đó. Người ta có đụng cái đầu mình kêu cái bon. Giang dội cả đại đồng. Không tin quýnh đầu Đức Phật đi. Tôi không hiểu pháp gì mà con nói thì con nói vậy đó. Rồi. Trời ơi, này nói thực tế chứ nghĩa gì nữa. Văn á, học văn thì phải hiểu nghĩa. Rồi dốt làm sao mà học văn được. Đâu mẹ kêu cái thằng đó, cái thằng đầu tóc, cái đầu kêu nó coi nó hiểu nghĩa không. Nó đâu có cấu về duyên tạo đâu, nó hiểu. Nè, câu này nè. Nếu mà có duyên thì hiểu được khùng điên. Chẳng qua kiếp chứa thiện duyên. Không phải, có duyên đâu mà nghe. Tại tôi nói cái này là người dốt nghe cũng được, người tối tâm nghe cũng được nữa. Nhưng mà việc làm là cái đó của người ta. Yeah. Muốn mở tâm, mở trí, mình nghe rồi mình mới kiểm tra mình coi mở cái gì. Yeah. Vậy chứ quyển thứ tư đọc cái câu đầu tiên là gì? Khai ngọn đuốc phải không? Là khai cái gì phải không? Rồi mới ra từ ghi phải không? Yeah, yeah. Không? Đọc quyển thứ tư đây coi. Nếu mà ai muốn giải thoát thì đọc cái quyển thứ tư cho tôi. Rồi thầy chỉ cái gì chị học đi. Mà đều á, có gì? Đời trước á, đời này mới hiểu được của cái khùng điên. Phật mà còn còn xưng khùng điên mà mình là cái gì? Mình là hạng gì? Mình là cha ông Phật sao mà không khùng không điên? Không điên đảo. Người ta điên tỉnh, còn mình điên mê. Mình điên theo vật chất, mình điên theo xã hội, mình điên theo thế gian. Còn ông Phật ổng không có điên cái đó. Ông điên về kinh pháp.
Nó không phải công điên, thầy điên, điên về kinh pháp. Còn mình điên, điên đảo á, điên đảo, đảo qua, đảo lại về chuyện trần gian. Trời ơi, rồi nghe được không? Bây giờ, đừng đó. Bây giờ nghe được không? Bây giờ chạy hết. Bởi vì lên YouTube xin lỗi nha. Mấy à, người vô YouTube tôi thấy có duyên thì tôi nói không duyên là tôi chửi. Ê, làm gì ạ? Chửi liền. Lên làm gì? Lên làm gì? Nói lên nè. Trời ơi, đây kiếm tiền, tiền đó một kiếp. Không mệt quá. Lại đây nè, quay quay tôi. Ê, làm gì ạ? Ai cho quay? Khi nào quay thì cũng quay vô đồ. Thiếu lịch sự. Tự sắn xả cho nó đi. Nó không ưa. Tôi vậy đó, tôi sắn xả, tôi không có qua mị, tôi không ngọt dịu, tôi không bao giờ. Nhưng mà phải nghe cho kỹ cái lời nói tôi thôi nha. Nó thiệt luôn. Trời ơi, đi dắt thằng đó, bữa hổm tôi điểm mặt nó rồi. Nè, điểm mặt, mày về mày học nha. Mày không có học nó nha. Tuy là mày đọc chẳng thì mày không học. Không học là gì không? Không hiểu nghĩa học để làm gì? Có học đâu mà hiểu nghĩa. Người ta học mới hiểu được cái câu giảng. Cái câu giảng là thầy nói thực tế là cái gì? Nó nghĩa thì là thầy bắt đạo. Ờ, con này không hiểu nghĩa đọc. Khai ngọn đuốc chứ biết khai cái gì. Rồi cái cho ta nghe trời. Còn mình quên nghe. Đọc la ông sòm tôi kêu á, cầm ống la la tôi nói. Cái đòn la la, cái đòn cà nhóng tối ngày cà nhóng gì nhóng. Tôi khoe khoang đó. Chứ cái người mà tu thật sự người ta không có khoe. Người ta âm thầm đó, người ta trốn kìa. Ta gặp mình ta chốn, chào hỏi ừ vậy thôi chứ không bao giờ nói chuyện. Không có nói chuyện đâu. Chừng nào mình hỏi người ta, ta mới nói chứ ai mà nói khơi khơi là cái người đó là ta chốn mình. Cô hai có cái câu trong quyển 3 là lao sao vậy bắt non tằng, quân phiên tham báo xa gần cũng qua. Quân phiên là quân nào vậy cô hai? Quân phiên, Nga phiên là quân Tây đó. Giặc phiên là giặc Tây, cái thời đó là chưa có đâu. Thời đó là thời phong thần. Dạ. Làm ơn, đừng có học tới đó, bỏ nó đi, cái đó là không biết mình còn không. Dạ. Nội mà giặc Trung Quốc mà giặc Miên đây mình chạy mình mất mẹ tới quân phiên nữa. Tằng là của Miên, còn cái phiên đó Tây phiên đó, cái chữ Tây phiên đó là của giặc Pháp. Người Tây á là tất nhiên châu Âu là người Tây nó sẽ vô mình, rồi Anh Mỹ rồi đó. Ồ, gì quá ha. Giờ đó đừng có hỏi mấy cái câu đó chưa có tới. Cái thời kỳ đó là cái thời kỳ Ngọc Báo rồi. Cái thời kỳ đó đó, thầy nói là báo là tiên tri là chữ sấm á. Chữ sấm là tiên tri. Sấm giang đó, gọi là chữ sấm giang đó. Là cái đó tiên tri. Thầy nói cho mình biết trước. Mà thâu đi. Cái đó mình chết ngắt rồi. Còn đâu mà hỏi mấy câu đó làm chi. Mình còn không chịu nổi với cơn chặt cằn nữa mà. Bây giờ thôi đừng nói gì nè, mình chịu nổi với cơn bệnh. Bây giờ mình chịu nổi trước cái cơn bệnh ha. Bây giờ hỏi thân thể nè, mình sẽ vượt qua cái cơn bệnh trước đi. Còn một trận dịch tả mới chịu nổi không? Được chưa? Bây giờ nếu mà qua một trận, ai mà chịu đựng được cái dịch tả, qua cái dịch tả đó thì gặp thầy. Rồi mình muốn gặp thầy rồi đó. Thầy có nói chuyện với mình đó, thì mình muốn cái gì đó mình gặp cái thời kỳ đó gặp. Cái thời kỳ cái câu đó là thầy về mới có cái câu đó, mới tới phong thần. Được chưa? Bây giờ hỏi cái gì gần bên thì tôi nói cho nó có thực tế. Còn cái câu đó nó xa lắm, chưa có đâu. Chừng nào cái câu đó đó mà qua khỏi dầm nao không mà đi kiếm cái câu đó. Nói cho đó nó dốc đó. Dốc à. Bây giờ trước trước nè, mình nói là có thiệt nè, là đau nè. Bây giờ cái màn lớp này đau nè, đau rồi mới tới đấu. Có màn đấu chưa mà đầu cái màn đó. Chừng nào đau với đấu chừng gã bành thân rồi chết á, cái miền Nam là chết sắp lớp á, là thầy mới về. Không à, sau này chết là ồ ồ á, ói xà xà, cái đầu nó bưng bưng, nó mới đầu nó cảm á nghe. Không ai chịu được đâu. Rồi bắt đầu nó tuôn ra, ruột ra gì nó cũng tuôn chân. Tuôn hết trơn rồi, cái não của mình cũng tuôn luôn. Máu me gì nó cũng tuôn, và thầy mới về. Thì làm sao mà qua cái đó đó mới gặp cái kia. Thầy về 7 ngày thằng thầy cũng... Qua đó không nổi rồi. Đi hỏi mấy câu cái chi trời. Hỏi người tôi nói dốc, không có được. Cái vụ ấy đó là đi xuống với mấy cái dừa, chỗ mấy cái lùm nước. Không, nói đó đặt để thôi chứ dừa ở đâu mà dừa. Là dừa tội đó con. Con đọc giả mà con dừa tội đó, con theo cái gì? Cái chữ lý là cái chữ công bằng. Giáo lý là gì không? Là tất nhiên cái vị đó dạy là tất nhiên công bằng, dạy công bằng. Không có thêm mộng có bớt. Dạy là bình đẳng công bằng, cái chữ lý đó. Nó đúng vào cái chỗ công bằng, không xê dịch. Rồi chữ sấm á, sấm giang, thấy không? Sấm giang, rồi gì? Đọc giang đi, tiếp tục. Sấm giang, thì đổi bản giang. À, chừng nào sấm giang là qua
cái sấm vang xong rồi mới có cái có cái gì đó. Còn không? Bây giờ chị đừng nói ha. Rồi, lựa còn câu nào nữa lựa đi. Còn có. Câu đó chưa tới nha, cái đó chưa. Nó dốc ra cái câu đó mình nói cái nó dốc đó, cái đó chưa có tới 5 giờ. Chừng nào ví dụ gì nè, tôi nói cái này nó thật nè. Chừng nào mà tôi đi, rồi thầy á, tôi nói được. Tôi không biết còn không gặp thầy. Tôi nói này chúng chữ với là tôi cũng chết ha. Bây giờ hỏi giờ nè. Sắp gian rồi mới tới có nghĩa là câu sắp gian như trước rồi mới tới Tây Phương như sau. Là đó công chúa đầu lưng đó. Tây Phương là nói gì? Cái màn đó đó, màn đó là mình không rồi. Màn đó là màn sau cùng, màn tẩy trần, gọi là tẩy trần. Cái quỷ địa cầu này á, nó phải quỷ diệt quả địa cầu này, quỷ diệt luôn cái quả địa cầu, là gọi là tẩy trần. Đặng kia không, đặng Phật tổ mới kết tụ lại cái quả địa cầu mới, cũng nhờ đưa cái quả địa cầu mới, thấy không? Đúng là có quả địa cầu mới rồi, chưa tới ngày giờ mà đem xuống. Cái màn đó đó, chừng nào tôi gặp thầy đi rồi tôi kể cho nghe. Tôi không gặp thầy tôi không kể. Nó 5 tháng ngày giờ có luôn mà chưa tới. Chưa tới cái màn đó đen là mình nó dốc. Ta chữ chết à. Bây giờ nói hiện đại nè đó. Bây giờ tôi nói đây tới năm 24 tôi nói được. Qua năm 25 là tôi nói sơ sơ thôi. Rồi năm 26 cái đó. Là đây làm diễn biến nó tới đó rồi hả cô? Thì đây bắt đầu nè, hết năm nay diễn biến đóng cửa kho là diễn biến con người ta mà. Diễn biến đủ thứ trơn rồi. Ôi trời ơi, thôi năm tới nè. Là cái đó của Tứ Thánh. Năm tới là của Tứ Thánh nè. Của ông Tứ Thánh, cung sư giải nè, chắc cung sư giải rồi. Cái này sư giải. Năm mẹo á, tháng mẹo thì chứ có buồn. Cái này của ông sư giải của ông Khai. Nha, cái này văn tự nha, tôi nói theo văn tự mà ơi. Hơi cắt khúc nha, tôi có thuộc nha. Tôi đâu phải xài văn đâu, đọc văn đâu mà nghiền ngắm văn. Giờ nói đại đi. Năm dần nhiều chỗ bơ dơ, bước qua năm mẹo thì tới có cuồng. Rồi giờ bơ dơ ông, mình nghèo có ai giúp không? Dạ, quá bơ dơ luôn cô ơi. Hả? Giờ dòm đi, không bơ dơ. Sống mình lên mà không bơ dơ. Có đau có ốm có ai tiếp mình không? Bác sĩ cứu còn được mà. Bây giờ thầy thuốc nam muốn có hết đâu, không bao giờ. Không bao giờ đâu. Mấy câu đó là hồi xưa đó. Hầu cái thời của Phật thầy Tây An cho tới ông sư giải móng khoai cho tới ông Phật Trùm. Rồi cho tới luôn là mấy trăm năm, một trăm mấy chục năm rồi mới tới của thời kỳ của Đức Quỳnh Giáo Chủ. Trong một trăm mấy chục năm đó, gần 200 năm là bốn người kia. Bốn người kia rồi sau cùng là cuối cùng là Đức Quỳnh Giáo Chủ đó. Cuối cùng Đức Quỳnh Giáo Chủ, nếu Đức Quỳnh Giáo Chủ mà ra đời á được 7 năm như vậy thì không có thu đệ tử thì nó thu ông anh thanh sĩ mà, như không cho ở này về nước Nhật ở bên này người ta giết sao? Bắt trước thầy là chúng thằng Tây nó giết. Nếu mà lòi ra kinh pháp như Đức Quỳnh Giáo Chủ là Tây nó giết à. Thành ra thầy nói kêu cậu hai thanh sĩ đi qua Nhật đi, có người rước thiệt y gan luôn. Yeah. Qua bển đi là bên này Tây nó không giết. Nó giết thầy không được, nó bắn đó. Tây kêu đó.